Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha. Cây này em mới khai thác về nha anh chị cô chú. Cây em khai thác bầu đất rinh nha. Dòng lá rất đẹp luôn nha. Lá nhỏ nha, lá dày. Lá nhỏ nha anh chị cô chú. Cái vành đây là 5 nha anh chị cô chú. Vành là 5. Cao là 42 nha. Còn cái tán ngang của nó là 75 nha anh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn nha.